Ok ạ. Đấy, ngày mai thì vừa đi làm về thì vợ bắt vào giặt quần áo. Mặt bằng quần áo của vợ thôi. Còn mình chưa có quần áo gì thay mà vợ đã bắt vào bắt giặt quần áo rồi. Ngày mai cay quá. Tranh thủ nhá. Hôm nay mình phải cố gắng là cá kiếm một tí cho vợ nó giặt quần áo anh ạ. Đấy thì anh biết rồi đấy. Cá kiếm thì mình thì diện vào thôi đúng không? Tranh thủ là con TTC này đúng không? Vào cá kiếm của con này cho vợ nó vào nó giặt quần áo cho mình chứ còn không thì để vợ không là để có vợ khinh đúng không? Con này thì tranh thủ vào làm con xỉu các bạn. 3M5 em nhé. 134 này. Ok em ơi. Đấy, ngày mai cố gắng kiếm 5M đập vào bồn với nó đúng không? Là gì ạ? Rửa bát ngay, anh em rửa giặt quần áo ngay. Nói chung là đồng tiền vào một cái thì cái quyền nó cũng to hẳn lên anh ạ. Đấy, gọi là cứ chồng yêu nó cứ ngồi im để em gọi là làm mọi việc đúng không? Còn gãy một cái thì ạ? Ngày mai mượn cái mà không có tiền đưa cho vợ thì thôi, quần áo đấy của anh đấy, anh tự đi mà giặt, tuy là quần áo của vợ nhưng mà vẫn cứ là của anh rồi, thế nên là mình cứ cố gắng là đi làm sao cho nó thật sự là ok nhất anh em nhé. Con này lẻ thì mình đi thêm tí nữa đi. Đó, cố gắng là lên ngon ngon tí đúng không, làm đơn giản thôi, lên tầm tầm mà vài bờ cho nó ok thì mình húp được thì mình cũng sẽ nghỉ, chứ còn để mà nói là tham thì tỷ lệ gãy cũng rất là cao, nên mình cứ đi bình tĩnh thôi nhé. Chưa biết được cầu kèo như thế nào. Ở đây thì con này thì nó đang chạy là 134 thì mình cứ bẻ một cầu thôi. Ngày hôm nay mà về cầu bệt thì cũng vỡ mồm ấy nhỉ. Nhưng mà chắc là không có bệt đâu. Con này bảo bệt thì nghe chừng là hơi vô lý đúng không? Hơi phi lý. Ôi giời, không phi lý đâu em ạ. Có thật đấy nhá, cầu này có thật đấy. Bắt đầu lại bệt thế này. Bẻ tiếp không nhỉ? Thôi bẻ nhá, cứ bẻ đi em ơi. 5m là đi được khoảng 490 nữa đi. 5m 49 chục thôi, mình đi 6m 49 chục luôn đi à, cho nó tự tin đúng không? Mình thích thì mình cứ mạnh dạn vào cầu thôi. Ngày hôm nay cố gắng cá kiếm lên được 5 đến 10m đúng không? Vào là gọi là cho vợ biết tay luôn đúng không? Đó thì thôi cứ để xem mà tình hình là có lên hay không chứ. Con này mà bẹt thêm một con nữa thì cũng chết dở đấy nhỉ. Thôi cố gắng nhé. Đấy, gọi là có mang chi tiền về cho vợ là có quyền nói ngay, có tiếng nói ngay. Đấy, thôi cố gắng là vậy. Giặt nhiều quần áo cũng chán nên thôi tranh thủ là gọi là hôm nay là được hôm, nếu mà lên thì gọi là bật vợ luôn đúng không? Rồi để xem nó như nào nhá. Con này thì khả năng cao là nó sẽ ra tài thôi, chứ con này bệt xỉu dài thế này rồi mà chẳng nhẽ vẫn ra thêm con xỉu nữa thì cầu đúng là cầu hơi bịp thật đấy. Thôi đừng có bịp của tao nhá, đừng có bịp của tao. Ok em ơi, ngày hôm nay là thôi tầm này là chuẩn bị làm vợ nhá, để gọi vợ lên gái rửa tay này nó ạ. Đấy, rửa tay phát cho vợ nó biết thế nào ngày hôm nay là nó phải nhận, nó phải giặt quần áo, chứ mình cũng may là điện hôm nay khỏi giặt rồi. Tổng cầu này đang lên thế này thì về đúng vị trí của em đi em ơi đúng không? Mày lại chỗ vợ lại cho anh quả vị trí ngồi gọi là ê hết credit giặt quần áo cho vợ thế này thì không được rồi đúng không? Về trả ngay về cái vị trí ban đầu của em đi. Đấy, ngày hôm nay là bật vợ luôn đúng không? Có tí xiền là cái bật vợ nó gọi là nó tươi tỉnh hẳn lên mà nó lại vợ cũng không dám cãi. Đấy nên thôi còn hôm nay thì cố gắng là kiếm mức 5-10m thôi đúng không, cứ đặt tầm 1M vào mặt vợ là cũng điểm vợ là cũng sướng hết cái lên rồi ấy, chứ đừng nói là 5 đến 10M đúng không? Đó, bạn cứ có tiền là thích thôi. Đấy, ông nào mà chả thế đúng không, kể cả anh em mình cũng thế thôi, biểu vợ mà cho tiền là mà chả thích. Nhưng mà thôi em nhá, đấy, ngày hôm nay là gọi còn bỏ quỹ đen ra đánh đấy các bạn, bỏ quỹ đen ra đánh đấy được chưa? 646 tiếp tục hút này. Thế là đừng không làm khoe vợ tôi là tôi bỏ, tôi gọi là giấu vợ quỹ yên để đánh nhá. Thế là chết dở này, chết tôi anh ạ. Đừng không nào gọi là chơi bẩn bẩn điều điều mà tố cho vợ tôi là hỏng ngay ấy. Anh em với nhau mà gọi là gì ạ, tiết lộ bí mật thế là chết đúng không? Con này tiếp tục là mình sẽ quả 77 xỉu đi. Đấy giời, ngày hôm nay thì thôi chuẩn bị gọi là đứng lên gọi là tắm rửa bán cơm thôi, còn quần áo vứt đấy tí vợ giặt đúng không? Thôi rồi, tình hình này để xem thế nào, nó có lên hay không mới là vấn đề chứ đúng không? Lên hay không đã, nhưng con này bảo là trượt thì hơi khó đúng không? Trượt con này thì điều phi lý quá, không thể xảy ra được. Nên là con này thì mình cứ mạnh dạn, bình tĩnh, tự tin và khoe cá tính thôi. Con này thì mình sẽ đơn giản và nhẹ nhàng là làm một con xỉu 777 để xem thế nào, tình hình cầu kèo nó chạy như nào nhá. Con này mà ra được là xỉu luôn thì cũng khá là ok. Nào, xem thử này. Ui dồi ôi,
2, 4, 5 mới tỉ tái chứ nhỉ. Ai dài rồi, con này có nên nghỉ không đây? Thôi có khi con này thì mình cứ gì ạ? Mình cứ nghỉ mình ấy nhỉ, hay là thêm tái nữa đi. Thôi con này có khi là làm thêm tái nữa nhé. Con này tự tin được thêm một con tài nữa đi, 1m5 này. Để xem nó có lên không. Nên con này làm phát hôm nay nó hút lên 43m thì gọi là rơi phải ăn tầm gần 10m đúng không? Cho vợ biết thế nào đẳng cấp luôn. À thôi nhá, không cần cho biết đâu, cứ biết là biết có tiền là được. Nay là tầm này là chuẩn bị là phải nghĩ ra kịch bản nữa nào. Khả năng là tí cho cái phong bì bảo là tiền thưởng các bạn. Nay đi làm về là có tiền thưởng. Đấy, thế là đưa hết thưởng cho vợ. Thế là vợ thưởng cho mình là gì ạ? Ngồi chơi thôi, không phải gọi là giặt rũ mà rửa bát làm cái gì cả. Đấy, thế này là thích đấy đúng không? Gọi là cảm ơn TTC ngay đúng không? Thực ra để nói là đưa quỹ đen cho vợ cũng được thôi, nhưng mà đưa nhiều quá thì cũng hết, nên là cứ có tí quỹ đen là cứ phải ỉm ỉm thỉnh thoảng làm vào đây kiếm một hai tay thì quỹ đen nó lại nhân lên ngay đúng không? Nó lại nhân lên ngay 443 là hút quan tài 11 anh nhá. Đấy thì lên được 43m được chưa? Thôi bye bye anh nhá. Tầm này tôi ra gọi là đưa tiền cho vợ, cái để tôi gọi là chuẩn bị ăn cơm với tắm rửa đỡ phải giặt quần áo ạ. Bye bye anh em nhá. Kết thúc video thì đấy. Mà anh em xem kênh của mình thì cũng biết là mình chuyên làm clip về con Kawin, chia sẻ những nghe gọi là mẹo chơi, phương pháp chơi được mình đúc kết ra và chia sẻ cho anh em để anh em có thể tham khảo. Và chúc anh em là chơi con Kawin này là luôn thắng lớn, và nhớ là bấm cho mình like video và đăng ký kênh để ủng hộ mình được chưa. Bye bye anh em.